Chào các bạn, đây là phần bài tập phản xạ toàn bộ dưới mức 3 vật tư. Mình sẽ nói tiếng Việt và các bạn sẽ phản xạ là bằng câu tiếng Anh. Tôi sẽ không lấy nhiều thời gian của bạn vì tôi chỉ muốn hỏi về ABC. I won't take much of your time. I just want to ask about ABC. Có phải bạn phụ trách bên mua hàng không? Tôi xin hỏi nhanh về ABC. Are you in charge in purchasing? I want to ask quickly about ABC. Anh có 5 phút để nói nhanh qua về dự án không? Anh có 5 phút để nói nhanh qua về sản phẩm ABC không? Do you have 5 minutes to talk briefly about ABC product? Xin chào, tôi là Phong từ công ty ABC, cho tôi nói chuyện với John Smith. Hello, I'm Phong from ABC company. May I talk to John Smith? Xin lỗi, nhưng có phải anh nói rằng anh sẽ trả lời tôi qua email không? Pardon me, but did you say that you will get back to me via email? Để tôi bàn lại với nhóm của tôi. Let me talk to my team. Bạn có đang rảnh không? Are you available now? Đây có phải là lúc thích hợp để nói về mục tiêu bán hàng không? Is it a good time to talk about sales target? Chào Hoa nè, mọi thứ sao rồi? Hi, this is Hoa. What's up? Xin chào, tôi là Hoa từ phòng tiếp thị, cho tôi nói chuyện với ông A. Hello, my name is Hoa from marketing department. May I talk to Mr. A? Thời gian nào thì thuận tiện hơn để gọi cho chị về chính sách? What is a more convenient time to call you about tôi policy? Tôi hầu như không nghe được gì. Bạn lặp lại nhé. I can barely hear you. Could you repeat it, please? Xin lỗi, anh nói lớn hơn được không? Excuse me, could you speak up a little, please? Xin lỗi, tôi không nghe kịp bạn đang nói điều gì cả. Xin Excuse lặp lại. Me. I can't hear what you are saying. Please repeat. Bạn có đang bận không? Are you busy now? Anh có 10 phút để nói nhanh qua về vấn đề không? Do you have 10 minutes to talk briefly about the issue? Anh có 5 phút để nói nhanh qua về thủ tục không? Do you have 5 minutes to talk briefly about my paper? Xin vui lòng giữ máy, tôi sẽ chuyển cuộc gọi trực tiếp đến văn phòng của ông ấy. Please hold, I will put you through to his office. Cảm ơn anh đã gọi, chúc một ngày tốt lành. Thank you for your calling. Have a nice day. Đây có phải là lúc thích hợp để nói về ngân sách không? Is it a good time to talk about the budget? Để tôi thảo luận với quản lý của tôi. Let me talk to my manager. Đây có phải là lúc thích hợp để nói về việc lên chức không? Is it a good time to talk about the promotion? Anh có thể gửi email để theo dõi tiếp tục việc này không? Can you send me email to follow this up? Tôi sẽ trả lời anh qua email. I will get back to you via email. Có phải bạn phụ trách bên nhân sự không? Tôi xin hỏi nhanh về ABC. Are you in charge of human resources? I just want to ask really quick about ABC. Cảm ơn thời gian của anh. Cái này chỉ cần 5 phút thôi. Thank you for your time. It will take 5 minutes only. Thời gian nào thì thuận tiện hơn để gọi cho anh về khoản nợ? What is a more convenient time to call you about the loan? Để tôi diễn đạt lại theo ý của mình nhé. Let me rephrase it. Thời gian nào thì thuận tiện hơn để gọi cho anh về bảo hiểm? What is a more convenient time to call you about your insurance? Xin chào,
Tôi on nghe đây. Hello, Anh is speaking. Cảm ơn anh đã dành thời gian nhưng tôi không quan tâm. Thank you for your time, but I'm not interested in. Xin lỗi, tôi không theo kịp bạn đang nói điều gì cả. Xin lặp lại. Excuse me, I can't follow what you are saying. Please repeat. Tôi sẽ đánh vần tên tôi cho bạn. Tên của tôi là... I will spell my name for you. My name is Thuy. T in Tom, H in Henry, U in umbrella, Y E as in you. Bạn có cây bút ở đó không? Do you have a pen by a chance? Xin hãy chờ một chút trong khi tôi đang viết xuống nhé. Please hold a moment while I write it down. Chị có thể cho tôi biết vào cuối tuần này không? Could you let me know by this weekend? Tôi cần bàn bạc với nhóm của tôi trước khi tôi quyết định. Tôi sẽ cho anh biết vào thứ ba nhé. I need to discuss with my team before I make a decision. I will let you know by Tuesday. Thông cảm cho tôi nhé. Tôi cần phải viết xuống. Anh nói chậm lại một tí được không? Bear with me. I need to write down. Please slow down. Khi nào tôi có thể gọi lại được? When should I call you back? Đây có phải là lúc thích hợp để nói về dự án không? Is it a good time to talk about the project? Cảm ơn thời gian của bạn, tôi sẽ gọi lại cho bạn sau. Thank you for your time. I will get you back. Để tôi bàn lại với sếp của mình. Let me talk to my boss. Chào buổi sáng, tôi là Mai đây. Tôi có thể giúp gì cho anh chị? Good morning, Mai speaking. How can I help you? Bạn có một vài giây để nói chuyện thật nhanh không? Do you have a second to talk really quick? Chúc các bạn luyện tập thật tốt.